Tôi xin chào quý khán giả. Hôm nay tôi xin được gửi đôi lời đến cái cô có tên là Trần Bảo Khang, hay còn gọi cơm là Hoa Thú Địch. Lời đầu tiên tôi xin được nói với cô như thế này: làm ơn đừng mang tên tôi lên mạng để đánh bóng tên tuổi của cô. Và cái thứ hai, tôi có làm gì cũng không liên quan tới cô, còn cô chỉ là một con đa cấp, bán hàng đa cấp, một con mồi chài đàn ông, một con mang đàn ông ra để mà kiếm chác cho lợi cho bản thân mình. Cái thứ hai tôi nói cô ở đây á, cái chuyện giữa tôi với chị Anh Na có lẽ cô cũng không hiểu đâu, mà cũng không có liên quan tới cô để mà cô mang tôi lên trên mạng chà đạp từ ngày này qua ngày khác, mang tên tôi lên để đánh bóng tên tuổi cho cô, để kiếm chác, kiếm view, kiếm lợi cho bản thân cô. Một con bán hàng đa cấp dơ bẩn, một con mồi chài đàn ông, đến độ mà họ thấy cô họ sợ, họ chạy mất dép đấy. Cô nên nghĩ lại cái bản thân cô đi, sát phu sát chồng, mồi chài đàn ông dơ bẩn, một con gái gọi không hơn không kém. Làm ơn từ sau này, lần cuối cùng tôi nói với cô á, đừng bao giờ mang tên tôi lên mạng để mà đánh bóng tên tuổi cho kênh của cô. Một con đàn bà quá ghê tởm đi, quá dơ bẩn luôn. Còn tôi gửi đến cái cô khán giả của kênh cô nè, tôi á không quen biết chị cô, mà đầu cô cũng hai thứ tóc rồi mà còn ngu dại để cho một đứa con nít dắt mũi nó lên nhá, chữ thuê chữ mướn dùm cho nó để kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm view, kiếm like trên kênh của nó. Cô già hai thứ tóc rồi, cô về cô dạy lại con cô được chưa mà cô lên cô dạy đời người khác. Cô chả là cái gì cả, cô không giúp được cho ai thì cô ngậm mỏ cô lại để người khác họ giúp cho những người có hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh. Còn cô không làm được á, thì cô im miệng của cô lại, đừng lên trên mạng kiếm view, kiếm like, câu view, câu like để mà kiếm tiền bất chấp. Đừng có để sau này mà những cái clip của cô rớt vô tay xui gian của nhà cô thì họ sẽ nói là con gái cô vô phước vì có một người mẹ đi lên mạng nhiều chuyện sân si, đấu tố người này, đấu tố người khác để mà kiếm tiền, kiếm view, trục lợi cho bản thân cô. Cô đừng có để sau này khi cô chết rồi á, những clip mà cô nói người khác, chà đạp người khác á, sẽ được mở lại lúc nữa. Sẽ không có ai tới mà viếng cô á, thì họ sẽ nói cô đáng đời đấy. Già hai thứ tóc mà cũng ngu. Đấy, tôi gửi vài lời như vậy đến cô đấy. Tôi mong á, cô về cô nhìn nhận lại cái nhân cách của cô đi. Cái nhân cách thối nát không có, thì đừng bao giờ lên mạng, dương mặt mình lên mà dạy đời người khác. Kể cả cái tên Trần Bảo Khang, hay còn gọi tên cúng cơm là Hoa Thú Địch đấy. Con người mình cái nhân cách mình xấu xa lắm, mang đàn ông ra mà kiếm lợi kiếm view trục lợi cho bản thân mình, đến độ mà người ta nói cô khùng á, cô đâu chấp nhận cô khùng đâu, mà rõ ràng là bản thân cô khùng rõ ràng kia mà. Đấy, đừng bao giờ mang tên tôi lên trên kênh cô mà trục lợi cho bản thân cô hay là kiếm view kiếm like, bứt cái trò ngu xuẩn nó lại đi, đủ thứ đàn bà ngu ngục. Kính chào quý khán giả trong và ngoài nước. Hôm nay có lẽ mọi người cũng đã biết rất là nhiều điều không tốt về tôi qua kênh Hoa Cất Lợn. Qua đây tôi cũng xin nói những vài lời như thế này. Có lẽ trong suốt những ngày qua thì mọi người đã biết rất là nhiều điều về tôi là Chip Mon, cũng như chị Hồng Khang hay chị Thế Lê, đều bị một cái kênh mang lên nói và chà đạp xúc phạm nhân phẩm cũng như danh dự của tôi, cũng như chị Hồng Khang, chị Thế Lê. Tại kênh của cô có mang tên là Trần Bảo Khang, hay còn gọi tên cuốn cơm là Hoa Thú Địch, hay là còn gọi là Hoa Bằng Lăng đấy. Và hôm nay tôi cũng xin được nói như thế này: đối với con người của cô, một cái con gái gọi dơ bẩn, một cái đứa không ra gì, một cái nhân cách xấu xa, một con người đê hèn, đê tiện, một cái con mà mồi chài đàn ông đến độ mà họ sợ cô, mà họ phải chạy mất dép khi nghe tới tên của cô đấy. Cô Trần Bảo Khang ạ. À, cô tưởng ai cũng nhơ nhớp như cô, một con người hai mặt, một cái đứa mà đa cấp, bán hàng đa cấp, người ta nói cô bị khùng á, thì cô không chịu là cô bị khùng, mà rõ ràng con người cô đâu có ra cái gì đâu. Nếu mà cô không giúp được cho người khác á, thì làm ơn cô ngậm cái miệng lại để cho những người khác giúp cho những mảnh đời khó khăn. Đừng bao giờ mang tôi lên mạng, hay chị Đào Lưu, hay chị Hồng Khang, hay chị Lê lên mạng để đánh bóng tên tuổi cho kênh của cô, để mà nhằm trục lợi, câu view, câu like, kiếm tiền cho bản thân của cô. Con người của cô, một con bán hàng đa cấp, một con gái gọi dơ bẩn lắm,
đừng bao giờ mà tiếp tục lên kênh của cô mà đem tên tôi lên mà chà đạp trên kênh của cô thì đừng trách tôi không nói trước. Đấy, tôi nói với cô như vậy đấy. Còn gửi những lời này nè, tôi nói luôn tới cái cô khán giả mà bên kênh của cô á, có lẽ giữa tôi và cô ấy á, cũng chẳng. Còn tôi gửi với vài lời như thế này đến cái cô khán giả bên kênh của cô Hoa Bằng Lăng, hay còn gọi là cô Trần Bảo Khang đấy. Có lẽ giữa tôi và cô không hề hay biết gì với nhau. Nếu không qua chuyện của chị Anna thì có lẽ cô cũng chẳng biết gì về tôi đâu. Nên đừng bao giờ lên kênh của cô Hoa Bằng Lăng mà mang tên của tôi ra, hay là mang tên của một vị khán giả nào đó ra để mà chà đạp người ta. Cô nên về học lại cái nhân cách của cô đi, học lại cái bản thân của cô đi. Già mà ngu, già mà còn đi sân si đấy, già hai thứ tóc trên đầu á, để cho con nít chuỗi lên đầu mình là ngu đấy. Cái bản thân cô á, đã tốt chưa, cô giúp được cho ai chưa? Và tôi cũng nói luôn á, cô chưa giúp được cho ai thì làm ơn đừng mang những việc làm của chị Thủy Lê hay là chị Hồng Khang lên mạng để mà chà đạp người ta. Người ta không có xúc phạm gì đến cô đâu, mà người ta cũng chẳng ảnh hưởng gì tới công ăn việc làm của cô hay là cuộc sống của cô đâu. Làm ơn đừng mang tên họ lên trên mạng chửi rủa họ nữa nghe. Đấy, cô già rồi, sống làm sao cho có đức cho bản thân cô đi, cho gia đình cô đi, để có phước đức lại cho cháu cô, chứ đừng có mang cái nghiệp vô trong người. Đấy, tôi gửi đến cô như vậy đấy. Tao gửi vài lời đến mày nè, con Hoa Thú Địch. Cái đầu mày á, hoang tưởng vừa phải thôi. Mày nói à, tao gán mày hả? Gan lắm chứ. Mày là một con gái gọi cao cấp, mày là một con đa cấp dơ bẩn. Mày đi mày mày mồi chào ông Sơn Lê đến đâu mà phải thấy mày, ông chạy mắt dép, ông phải sợ mày đấy. Bởi mày tự hiểu qua bản thân mày đi, nhơ nhớ với cỡ mồ. Mày gian háng, mày ngửa háng ra, mày để cho họ chịch, để mà mày mày cua trai. Cái thứ mày á, bán hàng đa cấp mà không biết rằng mình khùng, bị khùng cái má mày á, bị họ nói mày mày khùng cái má, phải mày tỉnh đâu. Còn á, tao gửi mấy lời tới mày nè, cái thứ như mày á, hai mang hai mặt, nhục nhã như chó cắn ấy. Mày đừng có nhảy tê làm chi, vì cái thứ mày á, biết mày mồi chài chai rồi đấy. Một con đa cấp như mày ấy, chỉ là một cái con mà đường dây gái gọi kia. Còn mày mang tên tao lên đánh bóng tên tụi cho mày hả? Xin thưa, đừng bao giờ mang tên tao lên mà đánh bóng tên tuổi cho mày, nghe cho mày, con chó. Tao nói trước rồi đấy, một lần cuối cùng mà tao nói mày không nghe thì mày đừng có trách nghe cho con chó. Ăn đồ suốt ngày mang tên người này mang tên người khác lên đánh bóng tên tuổi cho cây mày hả? Mày tưởng ai mà hiền hả? Xin thưa, mày làm được việc như chị Hồng Khang chứ mày mang người ta lên mày nói? Mày làm được việc như chị Thủy Lê chứ mà mày mang người ta lên mày nói? Đồ con chó, con đĩ. Mày thứ đĩ gây gọi cao cấp đấy. À, biết cái mặt mày trơn á, nhục như con chó. Đấy, tao gửi vài lời đến mày đấy. Cậu hả, tao gửi tới cái bà mà khán giả bên mày á, già mà ngu ngục, già mất nết, già mà lăn lồn. Đồ có thứ đàn bà mà già hai cái tóc trên đầu rồi mà ăn rồi lên mạng sân si. Tưởng là hay hả? Xin thưa, về mà xem lại cái nhân cách của mình đi. Cái nhân cách thối nát, cái đạo đức thối nát nó được ai? Dạy được con mình chưa mà lên lên mạng mà ngồi chà đạp chị ông Hoàng, chà đạp chị Thủy Lê. Bà đéo có nhân cách gì đâu, cái đồ thứ đàn bà ngu ngốc. Tao gửi cho mày nghe vài lời này này, con chó. Mày bị hoang tưởng à, hay mà mày hay là mày mày có bị điên? Mày bị điên á thì mày phải tỉnh lên cho mày. Mẹ mày á, cha mẹ mày không biết dạy mày đã được thứ như mày đấy. Đồ có thứ cái con quỷ cái, mày là cái thứ con gái gọi. Cái đường dây gái gọi của mày á, ai cũng biết hết trơn á. Đồ có thứ đa cấp nhục mặt chó mày. Mày lâu tên tao lên mạng à, tao nói trước một lần cuối cùng đấy. Mày mà còn lâu tao lên một lần nữa à, mày đừng trách tao như con chó, không để chó. Cha mày mày có học quá à, hay là vô học mới dạy ra một đứa như mày đó. Mày tưởng mà mày có học quá hả? Xin thưa, cái thuộc dạng mà đa cấp như mày á, chẳng có học một con, đục một chó.